Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là anh Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay. Bản tin đang được phát trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 81/2023 có thể được đúc kết lại trong 12 chữ: tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới. Xây dựng quy hoạch đã khó nhưng tổ chức thực hiện còn khó hơn nữa. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp các ngành địa phương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Ngay trong năm 2023, cần khẩn trương hoàn thành việc lập trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo phù hợp thống nhất và đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia. Sáng nay, Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức khai trương phòng giao dịch tại khu đô thị EcoPark. Theo đó, phòng giao dịch EcoPark tại khu nhà phố Vịnh Đảo 2 sẽ cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại, các dịch vụ ngân hàng đa dạng như các sản phẩm cho vay, tiết kiệm, thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ chuyển tiền, đặc biệt là dịch vụ trên nền tảng chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trong khu đô thị. Đến nay, Vietcombank Hưng Yên có tổng cộng 1 trụ sở chính và 6 phòng giao dịch với 150 nhân viên làm việc tại 13 phòng ban. Nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt 11.600 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 8.600 tỷ đồng. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tính từ đầu tháng 4 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có trên 470 ca mắc COVID-19 được sàng lọc tại các cơ sở y tế. Riêng ngày 19 tháng 4, số ca mắc COVID-19 trong tỉnh đã vượt con số 100 ca bệnh một ngày. Dịp nghỉ lễ dài ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và lễ giỗ tổ Hùng Vương đang đến gần, việc đi lại giao lưu gặp gỡ của người dân sẽ tăng cao, trong khi miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng nhanh chóng các ca mắc COVID-19. Để giảm bớt sự lây nhiễm, Bộ Y tế khuyến cáo đối với người dân, cộng đồng xã hội cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. Việc đeo khẩu trang trong các cơ sở khám chữa bệnh, trên các phương tiện công cộng và nơi đông người là yêu cầu để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sáng nay, ngày 20 tháng 4, tức ngày 1 tháng 3 âm lịch, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Bà Chúa Kho năm 2023. Đền Bà Chúa Kho tọa lạc trên đường Điện Biên, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, để được xây dựng vào thế kỷ 17. Thờ Đức Bà Chúa Kho có tên thật là Lê Bạch Đương. Tương truyền bà là người có nhan sắc, lại tinh thông văn võ nên được triều đình phân công phụ trách kho ngân khố. Khi giặc ngoại xâm tràn về Vĩnh Tỳ Đồn, bà đã cùng quân sĩ quyết tâm chiến đấu, nhưng do thế giặc mạnh, kho ngân khố dần đã bị rơi vào tay giặc. Để giữ trọn khí tiết, bà đã tự vẫn và tự lấy máu của mình vẩy lên các vựa tiền bạc làm cho quân giặc khiếp vía, kinh hồn mà phải lui quân. Nhà vua đã phong cho bà là Thiên Phủ Tinh Từ, có nghĩa là người cất giữ báu vật, đồng thời cho nhân dân lập đền thờ tưởng nhớ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp xem xét giải quyết vụ việc các sắc phong của Việt Nam được giao bán đấu giá tại Trung Quốc. Theo đó, việc đấu giá sẽ được dừng lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì làm việc với UNESCO và các tổ chức cơ quan liên quan của Trung Quốc thông qua đàm phán ngoại giao thực hiện cam kết của các quốc gia thành viên tham gia Công ước UNESCO 1970 để có thể hồi hương các hiện vật sắc phong có nguồn gốc từ Việt Nam được nhập khẩu bất hợp pháp vào Trung Quốc. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, đại diện Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo đã yêu cầu tạm dừng việc đấu giá và sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để xác minh thông tin. Hiện trên website của công ty đấu giá Thượng Hải Dương Minh Phách Mại Hữu Hạn cũng đã không còn những thông tin đấu giá các hiện vật nói trên. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Dự báo trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu theo lịch vào chiều mai ngày 21 tháng 4, giá xăng có thể giảm về dưới mức 24.000 đồng một lít. Từ ngày 11 tháng 4 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới có biến động tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm khoảng 2% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, bất chấp dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh. Trước xu hướng giảm của giá xăng dầu thế giới, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định nhiều khả năng trong kỳ điều chỉnh ngày mai 21 tháng 4, giá các loại xăng trong nước có thể được điều chỉnh giảm từ 250 đến 400 đồng một lít. Giá một số mặt hàng dầu cũng sẽ giảm tương ứng với mức từ 300 đến 520 đồng một lít.
cần bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi cầm cố, mua bán sổ bảo hiểm xã hội để tránh ảnh hưởng quyền lợi của người lao động và tranh chấp, khiếu nại. Đây là ý kiến đóng góp của nhiều địa phương vào dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này có đưa ra 8 hành vi nghiêm cấm, tuy nhiên không có hành vi nghiêm cấm mua bán, cầm cố sổ bảo hiểm xã hội của người lao động. Do đó, một số địa phương đề nghị bổ sung quy định này vào trong dự thảo luật để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Các ý kiến cũng đề xuất Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét quy định giảm thời gian chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần từ 12 tháng sau nghỉ việc xuống còn 3 tháng. Trong một chương trình thời sự trước đây của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra tại Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt ở thôn Giữa, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, trong tuần qua, Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt đã tự giác tháo dỡ 90% các công trình vi phạm. Cụ thể, đến ngày 19 tháng 4, đã tháo dỡ 6 công trình xây dựng nhà kiên cố với tổng diện tích hàng nghìn mét vuông, đồng thời di rời hàng nghìn khối đất đá khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Hiện nay, công tác tháo dỡ các hạng mục vi phạm vẫn đang được ngành chức năng huyện cùng cấp chính quyền cơ sở giám sát chặt chẽ. Dự kiến trong ngày 21 tháng 4, công tác tháo dỡ các công trình vi phạm tại Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ an toàn Siêu Việt sẽ hoàn thành kế hoạch mà huyện Văn Lâm đã xây dựng. Một thông tin có tính chất cảnh báo tới các bậc phụ huynh có con nhỏ trong mùa hè này. Đó là trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một sự việc thương tâm. Một bé gái 2 tuổi đã bị đuối nước tử vong khi tắm trong bể phao mini tại nhà. Bé gái 2 tuổi ở nhà cùng ông bà nội ở bản Tằn, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Đến gần trưa trời nắng nóng, người thân bơm nước vào bể mini ở nhà cho bé tắm mát giải nhiệt. Quá trình bé tắm vui chơi trong bể mini không may bị đuối nước. Khi bà nội và mọi người phát hiện bé đuối nước thì đã muộn. Được biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ của bé vừa đi Hải Phòng tìm việc làm thì không may chuyện đau lòng đã xảy ra với gia đình. Chuyển sang phần tin quốc tế, một thảm họa dẫm đạp mới xảy ra tại buổi phân phát viện trợ tài chính ở thủ đô Yemen vào cuối ngày 19 tháng 4 khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tình trạng hỗn loạn diễn ra tại một trường học ở trung tâm thủ đô Sanaa khi hàng trăm người nghèo tập trung tại một sự kiện do các thương gia tổ chức. Lực lượng phiến quân Houthi kiểm soát khu vực được cho là đã bắn chỉ thiên để kiểm soát đám đông tham gia hoạt động phân phát viện trợ. Tuy nhiên đã bắn trúng dây điện và gây nổ. Điều này gây ra sự hoảng loạn và mọi người bắt đầu dẫm đạp lên nhau. Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 85 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Lực lượng Houthi cũng đổ lỗi thảm họa là do hành động viện trợ tự phát, không có sự phối hợp với chính quyền địa phương. Phiến quân cho biết đã bắt giữ 2 người tổ chức và mở cuộc điều tra. Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đạt mức 4,5% trong quý 1 năm nay, cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia. Kinh tế Trung Quốc tăng mạnh trong bối cảnh các quốc gia khác trên toàn cầu phải đối mặt với tăng trưởng chậm khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. GDP của Trung Quốc ghi nhận mức tăng 4,5% trong quý 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, GDP của nước này tăng 2,9% trong quý 4 năm 2022. Theo số liệu được thống kê, doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng tới 10,6% trong tháng 3 vừa qua, là mức tăng cao nhất kể từ tháng 6 năm 2021 và vượt xa mức dự báo là 7,4% nhờ các giao dịch trực tuyến tăng mạnh. Cùng với đó, tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu cũng có tác động thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế của Trung Quốc. Với hơn 240.000 triệu phú, Singapore đã vượt mặt Hồng Kông, Trung Quốc để trở thành nơi giàu có bậc nhất ở châu Á. Theo một báo cáo xếp hạng mới nhất, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2022, số lượng triệu phú tại Hồng Kông đã giảm 27%, xuống còn 129.500 người, trong khi Singapore tăng 40%, lên 240.100 người. Hồng Kông giờ đây xếp thứ 7 sau Singapore 2 bậc trong danh sách các thành phố giàu nhất trên thế giới. Vào năm 2012, Hồng Kông là thành phố có số lượng triệu phú nhiều thứ tư trên thế giới. Singapore hiện cũng đã vượt mặt Hồng Kông để trở thành thành phố giàu có nhất tại châu Á. Alain Robert, người đàn ông được mệnh danh là người nghiện nước Pháp, mới đây đã tay không trèo lên tòa nhà 38 tầng tại thủ đô Paris để thể hiện sự ủng hộ của ông với những người đang biểu tình tức giận sục sôi về luật hưu trí sẽ kéo dài tuổi nghỉ hưu tại Pháp. Ông Alain Robert, 60 tuổi, đã leo lên tòa nhà chọc trời 38 tầng, cao 150 mét tại thủ đô Paris hôm 19 tháng 4 mà không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Tôi ở đây để thể hiện sự ủng hộ với những người phản đối cải cách lương hưu. Điều tôi muốn nói với Tổng thống Emmanuel Macron là hãy quay trở về với thực tại.
Robert cho biết những thay đổi về lương hưu mà Tổng thống Macron ký thành luật vào cuối tuần qua sau nhiều tháng biểu tình trên đường phố đồng nghĩa với việc ông sẽ phải tiếp tục làm việc và leo núi lâu hơn, trong đó một phần lý do liên quan đến việc mất thu nhập do đại dịch Covid-19. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.